Đây các bạn, đây là thành quả sữa chua lắc trái cây của Taylor ngày hôm nay. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn, màu trái cây rất là đẹp luôn. Nhìn nhìn hấp dẫn ngon. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor xem muốn chia sẻ với các bạn một cái món thức uống rất là ngon các bạn, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa ngon nữa các bạn ơi. Cái món nước uống này gọi là sữa chua trái cây. Mà sữa chua trái cây này thì mình là uống nước uống nha các bạn, chứ không phải là giống như da ua. Thì bạn nào mới tới channel của Taylor, Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Taylor mong rằng các bạn bấm subscribe ở dưới cái màn hình để subscribe vào channel của Taylor. Nếu các bạn thích cái món sữa chua uống trái cây của Taylor ngày hôm nay thì xin vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để làm những cái món sữa chua nước uống ngày hôm nay. Thì Taylor đã chuẩn bị một cái này là sữa tươi nè các bạn, sữa tươi không đường. Taylor mua nguyên một cái bình giống vậy là khoảng chừng 1.9 lít các bạn, gần 2 lít. Taylor sẽ dùng hết một bình này nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng thêm một lon sữa đặc. Một lon sữa đặc này thì có trọng lượng là 3.96 gram các bạn. Rồi một hũ dưa ua cái nha các bạn. Thì ở đây có 6 muỗng canh đường, 1,5 lít nước. Rồi trái cây của mình thì mình có là kiwi, dâu tây, trái dẹt quất và trái chanh dây. Sữa tươi uống này thì Taylor sẽ bỏ vô cái bình giống vậy rồi các bạn. Taylor đã có cái này là mình uống cà phê á các bạn, mình để dành mấy cái chai giống vậy đây. Rồi thì để bắt đầu thì Taylor sẽ đi mở cái hộp sữa này ra là các bạn bỏ vô cái nồi áp suất của mình nấu một hũ dưa ua hôm nay nha. Rồi Taylor sẽ dùng hết một lon sữa đặc này bỏ vô cái nồi này luôn các bạn. Rồi thế là sẽ dùng nước nóng. Nước nóng này mình sẽ bỏ vào cái sữa đặc này cho nó tan luôn cái sữa đặc này các bạn. Mình khuấy trong cái lon sữa đặc này ra cho nó tan hết sữa đặc trong đây. Rồi thế là đổ vô đây. Rồi thế là sẽ cho nước vào luôn các bạn. Cho hết 1,5 lít nước vào đây luôn. Là sẽ quậy cho cái sữa tươi này, cái sữa với nước này nó tan ra hết các bạn, cho cái sữa đặc nó tan ra hết trước khi mình bỏ sữa không đường vào, sữa tươi vào. Rồi sau đây thay là sẽ bỏ hết một bình sữa tươi vào luôn các bạn. Rồi trong cái nồi này nè các bạn, Taylor sẽ mở cái nút ngay chỗ này nè, sa tế nè, cái này là mình làm cho cái sữa của mình nóng lên đó các bạn, tới 180 độ. Taylor có bên đây, Taylor có cái nhiệt kế nè, có nhiệt kế một hồi nữa mình đo nha, tới 180 độ F. Rồi sau khi mình nở lò lên, mình đứng đây mình vẫn quậy cho cái sữa tới khi nào mới lên 180 độ F thì mình tắt tắt điện cái nồi các bạn, rồi mình để cho nó nguội lại. Rồi đây là các bạn, Taylor sẽ chỉnh set cái 180 độ F ở đây. Mình có thể đổi qua độ C nè các bạn. 180 độ F là 82 độ C nha các bạn. Rồi khi nào mà nó lên đủ 180 độ thì cái máy của Taylor nó sẽ cho Taylor biết. Ở đây Taylor sẽ bỏ cái này vô cái nồi sữa. Đây các bạn, hiện giờ cái nồi của Taylor đang 158 độ F. Taylor set là 180 độ thì tới khi mà tới cái nhiệt độ 180 thì cái máy của mình á, cái nhiệt kế của mình á, nó sẽ báo cho mình biết. Hiện giờ các bạn thấy cái nồi của Taylor là nó bốc khói lên nè, là nó cái sữa nó ấm á các bạn. Taylor nấu kiểu gì thì cho những ai mà có cái bụng yếu á các bạn,
mình uống cái sữa, ai mà uống sữa tươi không được á, hoặc là ăn dâu có sữa tươi không được thì hay bị đau bụng á, cái này mình nấu lên là tốt, không có bị đau bụng nữa các bạn. Cái bụng ai mà yếu mà thì nấu kiểu vậy thì không có mình có thể uống sữa được. 178 độ F, còn 2 độ nữa là cái nhiệt kế của mình nó báo cho mình biết là đủ 180 độ rồi các bạn. Rồi bây giờ Taylor sẽ cắt tắt cái nồi này. Mình sẽ để cho cái sữa này nó nguội xuống còn 90 cho tới 100 độ rồi mình mới bỏ vô ô cái vào. Rồi các bạn, sau khi cái sữa của mình á, bây giờ mình đang để cho nó nguội xuống 90 cho tới 100 độ. Thì trong khi đó thì Taylor sẽ làm nước mứt trái cây. Ở đây Taylor sẽ làm kiwi trước nha các bạn. Taylor có cái máy xay nhỏ nhỏ ở đây. Taylor sẽ cắt cái kiwi này. Mình bỏ vô cái máy mình xay nó ra, nhuyễn ra các bạn. Rồi, thế là sẽ bỏ vào cái máy này mình xay nha các bạn. Cái máy xay tay này rất là tiện. Rồi đây, thế là có một cái hỗn hợp kiwi. Rồi mình bỏ cái kiwi vào cái chảo này nè các bạn. Rồi thế là sẽ bỏ vào 2 muỗng canh đường nha các bạn. Sẽ khuấy nó lên cho nó tan hết cái đường. Mình sẽ mở lửa nhỏ lên luôn. Rồi cái này là xong rồi nè các bạn. Thế là chỉ nấu cho nó sạch sạch lại vậy nè. Với cái kiwi của mình bây giờ trong lại các bạn, và chín. Cái này nấu lên á mình không có bỏ vô sữa chua, mình có thể bảo quản được lâu. Rồi thế là sẽ tiếp tục làm món trái cây kế tiếp các bạn. Thế là sẽ làm dâu tây, mình cắt ra làm hai thôi. Đây là dâu tây nè các bạn. Thế là cũng bỏ vào 2 muỗng đường trước, rồi mình thấy nó nếu còn chua thì mình bỏ thêm 1 muỗng nữa vào. Cái màu dâu tây màu hồng rất là đẹp luôn. Mình cũng sơn giống như là kiwi nha các bạn. Mình sơn khi nào nó đặc đặc lại. Đây là dâu tây nè các bạn. Dâu tây bây giờ cũng xong luôn. Rồi thế là tắt lửa bỏ vào cái tô cho nó nguội. Rồi mình làm trái cây kế tiếp nha các bạn. Rồi đây các bạn, bây giờ cái nhiệt kế của Taylor đang chỉ là 100 độ F nè các bạn. Và bây giờ cái nước nó ấm ấm thì nó không có nóng hổi giống nãy nữa. Nếu mà các bạn muốn nhanh nguội thì các bạn bỏ vào thau nước đá các bạn, rất là nhanh. Rồi bây giờ Taylor sẽ bỏ cái vô cái này vô nha các bạn. Cái vô cái này á thì mình để ở ngoài cho nó ấm ấm. Rồi mình lấy cái muỗng mình quậy lên cho nó đều trước khi mình bỏ vô cái nồi các bạn, để cho nó quậy cho nó mịn ra. Vô cái nó giống như nè các bạn, mình mua chợ Mỹ cái vô cái này là không mùi không đường nha các bạn. Rồi thế là sẽ bỏ vô cái tô này, mình sẽ bỏ thêm, mình múc cái sữa mình bỏ vô cho nó, mình quậy lên cho nó đều cho nó mịn ra. Để nó khoan khỏi mình khỏi phải lượt lại các bạn. Một miếng sữa trong này. Cái này, cái vô cái này mình không nên bỏ sớm,
mình bỏ sớm cái khi cái xỉu mình nó còn nóng á, nó làm cái men ở trong cái vô này nó sẽ chết các bạn. Rồi bây giờ đã mịn thì là sẽ bỏ chung vào cái nồi sữa này. Mình bỏ từ từ vô. Rồi mình quậy lên cho nó đều. Rồi các bạn, trước khi mình ủ vô thì cái mình có cái miếng mủ ở bên này nè. Ở trong này là Taylor lấy ra để cái miếng mủ nó hôi lắm các bạn. Khi mình nấu ăn á, mà mình nấu lại dao u á thì nó sẽ hôi cái dao u của mình. Thì Taylor lấy cái miếng mủ đó ra, bây giờ mình đậy nắp lại mình ủ dao u nha các bạn. Rồi mình cái nồi áp suất của mình á phải có cái nút dao gịch, là cái nút dao u nè các bạn. Taylor sẽ bấm cái nút này. Khi mà mình bấm lên á thì nó chỉnh 8 tiếng bình thường các bạn. Còn nếu mà mình muốn chua hơn thì mình chỉnh thêm nha. Taylor hôm nay Taylor sẽ chỉnh 10 tiếng. Rồi mình để cho nó tự chạy, 10 tiếng sau thì nó báo cho mình biết. Cái này mình làm buổi tối á các bạn. Buổi sáng mình thức dậy là mình có dao ua ăn, hoặc là mình có sữa chua để uống. Rồi các bạn, bây giờ dao gịch của mình hoặc là sữa chua uống của mình đã xong. Bây giờ mình mở cái nồi ra nha. Rồi đây, mình rút điện ra luôn. Và mình coi cái sữa của mình nha. Wow, nó cũng đặc luôn á các bạn. Cái này mình quậy lên rồi mình nó đặc luôn, nhưng mà nó không có đặc ra nhiều lắm, rất là mịn luôn nè các bạn. Rồi cái này mình quậy lên rồi mình làm bỏ vô chai mình uống á các bạn. Cái sữa này á các bạn thì nó không có giống như vô ua, nó cũng đặc vậy nhưng mà nó không có nó bỏ vô chai á nó tách ra liền à, tại thay là làm lỏng á để mình uống mà rất là thơm luôn các bạn, giống như tàu hũ mịn như thế mà mịn luôn nè. Tại vì mình làm bằng cái nồi áp suất đó các bạn, nó có cái nút làm dao gợt á, cho nên nhiệt độ trong cái nồi này á rất là chuẩn các bạn, nó chuẩn để làm cho dao u á, cho nên nó không bao giờ bị nhớt hết. Cái nước sữa của mình á khi mình quậy lên á thì nó lỏng bỏng giống vậy đây. Rồi bây giờ thay là sẽ bỏ cái nước trái cây siro hồi tối mình nấu á vào cái chai, rồi mình bỏ sữa này vô cái chai. Rồi thay là cắt cái lỗ nhỏ ở góc cái bạch nè các bạn. Bây giờ mình cho cái nước siro dị quất vào cái chai nè các bạn. Các bạn bỏ tùy theo thích nha. Thay là chỉ cho chán qua cái chai nè. Giống gì đây. Rồi mình lắc qua lắc lại cho mấy cái siro này nó siro này nó chạy vòng vòng cái chai á các bạn. Mình có thể thay bỏ thêm một miếng nữa. Giống gì nè. Rồi mình bỏ sữa vào. Rồi giống vậy đó các bạn. Đây là mình có một chai sữa chua. Tiếp tục làm theo mấy cái dĩa trái cây kia nha các bạn. Đây các bạn, đây là thành quả sữa chua lắc trái cây của Taylor ngày hôm nay. Nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn, màu trái cây rất là đẹp luôn. Nhìn hấp dẫn, ngon. Các bạn thấy đủ màu hết nè. Đây là màu dâu tây. Đây là chanh dây nè các bạn. Đây là kiwi. Đây là trái diệp quất. Wow, nhìn hấp dẫn ghê luôn. Ngon lắm các bạn. Ok, bây giờ Taylor sẽ uống thử và sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đây, mình uống cái vị gì đây ta? Uống trái kiwi đi.
Rồi khi mà uống á, các bạn có thể lắc nó lên giống như nè, nó mới kêu mới gọi là sữa chua lắc trái cây á các bạn. Cái này thì cái trái cây giống như cái dâu dơ ua vậy các bạn, nhưng mà cái này cái nước nó lỏng hơn, thành ra nó uống vẫn ngon đó các bạn, nó chua chua ngọt ngọt, thơm vị trái cây rất là ngon. Rồi uống thử nha. Cái này nó đậm đà hơn là sữa các bạn, nó đặc đặc trong đây nè. Rồi wow, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Cái mùi kiwi chua chua ngọt ngọt, còn cái mùi sữa thì béo béo chua chua. Cái món này trái cây tốt cho sức khỏe, tốt cho da, sữa chua cũng vậy các bạn. Nếu mà các bạn một ngày các bạn uống một chai giống vậy là cả ngày mình có đủ chất trong người mình rồi nghe các bạn. Rất là ngon luôn, thơm lắm các bạn ơi. Hay là mong rằng các bạn thích cái sữa chua lắc trái cây của Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích và thấy video hay thì xin vui lòng bấm like. Nếu như các bạn chưa bấm subscribe vào channel của Taylor, xin vui lòng bấm subscribe ở dưới cái màn hình. Tất cả những nguyên liệu thì Taylor sẽ bỏ vào cái khung hướng dẫn nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.